Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý hành giả trong một buổi sáng mưa tầm tã. Chúc quý vị có một ngày tu an lạc. Thì bữa trước đó, thầy có giải thích sơ về cái trí mà của người phàm phu cố chấp qua cái tư duy, cái nhận xét của mình, cái phán đoán của mình. Cái này có thể là nó đúng với mình nhưng mà không có đúng với người khác, tại vì nó không phải là chân lý. Mà người ta thì hay cố chấp vào cái tư duy của người ta, con người ta luôn bảo thủ cái ý kiến của mình. Chính cái bảo thủ này nó làm cho con người ta mệt mỏi lắm, và người ta không có đủ thời gian để suy nghĩ hơn, tạo ra được cái trạng thái tâm lý bình tĩnh, tức là không có cân bằng được cái cảm xúc. Nhất là một số người thông minh cố chấp lắm, và họ luôn cho họ đúng. Họ thông minh thì chắc chắn là họ có thể phán đoán được một số vấn đề nhạy hơn người khác, nhanh hơn người khác, nhưng đúng thì chưa hẳn. Đúng ở trong cái thời điểm đó, đối tượng đó, nhưng nó sẽ không được trở thành công thức chung để áp dụng cho thời điểm khác hay đối tượng khác. Và nhất là đối với chân lý thì cần phải bình tĩnh để tư duy thấu đáo. Thì cái trí thế gian là cái sự chấp trước vào cái phân biệt, cái hiểu biết của mình, cho nên cái trí này vẫn gọi là nhị biên phân biệt. Nhị biên phân biệt trí tức là cái trí mà qua cái khả năng suy luận phân biệt của mình thì cuối cùng nó rơi vào cái thế chấp, kẹt vào cái chấp đó, tức là kẹt vào cái suy nghĩ của mình. Cho nên một là chúng ta ủng hộ cái đó, hai là chúng ta xóa hẳn cái đó, thì cái có và cái không, cái được và cái mất, nó sẽ bám theo con người. Còn trí suốt thế gian chúng người ta hiểu được hết, hiểu được tất cả mọi thứ đó, và người ta buông liền ngay ở chỗ đó, để người ta không bị phiền não bởi tư duy do đối tượng tác động vào. Cái này rất là quan trọng. Con người ai cũng phải chịu sự chi phối của các thảm họa và bệnh chết. Nó chỉ là chuyện sớm muộn, không ai tránh khỏi hết. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy được các pháp vốn không thật có, thì cái này đã phù hợp với điều của Đức Phật dạy. Khi chúng ta hiểu được tất cả những điều đó thì chúng ta biết được không thể nào một yếu tố, một nhân tố có thể tồn tại độc lập, mà nó có sự tương tác, tương hợp. Trong kinh gọi là tương thành tựu, tức là thành tựu lẫn nhau. Giống như trong cái căn nhà lá này, thầy trò chúng ta ngồi ở đây, nó có cái sự tác động rất là nhiều. Thứ nhất, đó là từ nơi ý tưởng của cái người làm cái nhà. Thứ hai là bao nhiêu nhân công, bao nhiêu vật tư đem tới đây làm, cộng với tấm lòng của mọi người, nó mới hình thành ra cái nhà này. Cái nhà này nó được hình thành để cho chúng ta tới đây tránh mưa, tránh nắng, tu tập. Như vậy chúng ta có cái sự tác động trực tiếp tới căn nhà này, và căn nhà này cũng có sự tác động trực tiếp đến chúng ta. Cả hai phương diện. Chúng ta có tới đây tu tập, chúng ta mới quét dọn, chúng ta mới có thể duy tu được cái căn nhà này. Nếu không nó sẽ mục, nó sẽ hư nhanh lắm. Quý vị thấy nhà mình ở không? Nó không hư, mà cái nhà bỏ trống một thời gian mấy tháng là nó hư. Tức là nó che chở cho mình, và đồng thời mình cũng bảo vệ nó. Nó bảo vệ cho mình cũng sửa sang nó. Cái đó gọi là tương tác với nhau. Trong kinh gọi là tương thành tựu, giúp đỡ nhau. Cho nên các pháp không có tồn tại độc lập. Chúng ta không thể nào chúng ta một mình mà chúng ta làm được. Nhiều người cứ tự hào rằng là mình một mình mà vẫn làm được. Làm gì có chuyện đó. Mình có thể có nhiều tiền, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là bạn có nhiều tiền là bạn có được tất cả đâu. Phải không quý vị? Mình cũng phải đi mua cơm, mua gạo, mình cũng phải có nước uống,
Mình cũng phải có không khí để thở. Nếu không có những con người bảo vệ môi trường làm gì có không khí sạch để chúng ta thở. Nếu không có ngành y khoa, không có bác sĩ thì làm gì có bệnh viện chăm sóc khi chúng ta đau yếu. Nếu không có nông dân làm lụng thì làm gì có cơm gạo rau củ chúng ta dùng trong các bữa cơm. Nếu không có những anh công nhân, những kỹ sư làm cầu cống đường thì chúng ta chỉ có leo rừng vượt suối thôi, làm gì có đường chạy. Tất cả những cái đó gọi là tương thành tựu, nó tác động với nhau và thành tựu cho nhau. Chúng ta nhìn tất cả các pháp, chúng ta phải hiểu cho được vấn đề này để mình không cố chấp vào bất kỳ một cái điều gì cho rằng nó là yếu tố quyết định. Thực ra không, các pháp này theo cái quy luật là nương với nhau để cùng tồn tại. Nước sôi ở đâu có? Nó có từ nước lạnh đó, từ nước nguội chúng ta đun lên. Đun lên thì có nhiều cách, hoặc là chúng ta đun bằng củi, bằng lửa bếp, hoặc là chúng ta đun bằng bếp điện, hay là cái bình siêu tốc. Tất cả đều phải sử dụng những thứ đó để có được nước sôi. Và những thứ này nó cũng không tồn tại lâu dài. Sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ ra đi. Cũng giống chúng ta, hãy cười đi rồi nhan sắc cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, chắc chắn. Mình cứ ngồi đó mình trách hoài. Người học Phật là người ta biết, nhưng người ta không có kẹt vào những cái biết. Cái đó mới gọi là trí xuất thế gian, hay còn gọi là chánh pháp trí. Thì người có chánh pháp trí thì người đó mới có thể không biết mệt mỏi khi tham gia bất kỳ một việc gì từ nơi tâm nguyện chân chánh của mình phát ra. Cũng lại Phật, cũng tụng kinh, cũng làm từ thiện, cũng chăm sóc gia đình. Nhưng có người thì thấy mệt mỏi, thấy uể oải, thấy chán chường. Nhưng mà có người họ vẫn hân say. Họ biết mệt không quý vị? Mệt chứ sao không biết. Nhưng mà cái tâm nguyện của họ, họ không có bỏ nó. Và họ biết được cái mục đích của họ đi tới đâu, cho nên họ không có chán chường. Thầy có tới một cái nhà Phật tử đó, thầy thấy họ có một cái quy luật riêng rất hay. Thầy vô nhà thầy thấy có một thùng tiền để chữ tiền tiêu cực. Ai mà than buồn, than chán là phải bỏ vô trong đó 10.000. Tức là phải móc tiền ra, một ngày than 100 lần là phải bỏ đúng 100 lần. Than mấy lần phải bỏ? Phải bỏ tiền á, chứ không phải giỡn đâu. Thầy thấy cái đó hay. Mà mốt quý vị nên lập cái quỹ tiêu cực. Tức là không có được nói những cái câu tiêu cực, là ta buồn quá, ta chán quá, ta nản quá, ta mệt quá, ta tức quá, ta bực quá. Dù trong lòng mình là xin lỗi cho mình tức muốn trào máu, nhưng mà không được nói ra. Có nhiều người nói, sư phụ à, cái đó hơi áp đặt, cho người ta nói ra cho người ta bớt tức. Thầy nói bớt không? Nói ra bớt không quý vị? Bớt. Nhưng nó không phải là cách. Tại vì mình gieo một cái nhân sân hận cho cái người khác. Khi chúng ta nói nặng họ, chúng ta quát tháo, thì họ sẽ tìm cách làm lại cho mình còn ứa gan hơn nữa. Thì có phải chúng ta sai lầm không? Mình hóa giải bằng cách khác. Theo lẽ mình tức quá, mình đập cái bàn, thì bây giờ mình lấy đồ ra mình cắt móng tay. Đó. Mình tức quá mình chửi người đó, mình không chửi thì mình ngồi đó mình niệm Phật. Vui lắm cái gì. Thầy xúi mấy anh đó làm vậy. Anh vậy làm, đang gây lộn vợ lấy đồ ra cắt móng tay. Bà vợ mới tức điên. Bà nói em nói anh không nghe, anh không có tôn trọng em này kia kinh nọ. Anh ngồi em ru Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, anh còn niệm vậy. Bà vợ bà còn tức hơn nữa. Cuối cùng cha quỷ này cha xì ra cho nó sư phụ dạy. Bà vợ bà tới bà truy vấn thầy chứ. Bà nói thầy có xúi chồng con làm gì không? Thầy nói có. Chứ không lẽ thầy xúi chồng con gây lại? Không lẽ thầy xúi chồng con chửi lại? Không lẽ thầy xúi chồng con đi đập đồ đập đạc? Phải không? Cắt móng tay để mình bỏ đi những cái phiền não. Thầy không có biết đâu. Cắt móng tay với cái thái độ rất là khó chịu. Kê ngay trước mặt con cắt cái bập, dục cái móng tay xuống vậy. Giống như con là cái đồ thừa thải vậy. Thầy nói đúng. Khai thị như vậy con mới tỉnh. Những cái lời mà mắng chửi của con, những cái thái độ của con không phải là hiền phụ đó,
thì nó cũng giống như là cái móng tay cắt ra dục bỏ thôi. Nó là đồ bỏ thôi. Tại vì người ta lấy vợ, người ta lấy hiền phụ chứ không ai lấy ác phụ xâm lăng. Mà dữ dằn quá. Cũng vui quá vậy. Nhiều Phật tử họ kể lại mà thầy thấy trong gia đình gây gỗ nha, toàn là những cái chuyện rùi không. Hai chồng ngồi coi tivi cũng gây lộn. Tức là người binh vực một bên, mỗi người bảo vệ một bên, xem thời sự thôi, nói thôi, mà cũng đưa ra lý luận rồi bảo vệ với nhau, rồi gây với nhau, rồi dẹp tắt tivi. Thầy nói gì kỳ vậy? Mà đó là cái chuyện xảy ra hàng ngày. Quý vị có không? Tư tưởng của mình không được bảo vệ, không có đồng minh là chúng ta tức lắm, chúng ta bực lắm. Và chúng ta không có đủ cái bình tĩnh để chúng ta buông cái đó xuống, mà chúng ta cứ cố chấp. Cứ cố chấp hoài à. Quý vị thấy phiền não nó đa dạng không? Nó rất là nhỏ nhiệm. Nó chen vào trong cái suy nghĩ của chúng ta từ những thứ nhỏ mà chúng ta không có để ý. Nếu người có chánh pháp trí, người ta sẽ nhìn nhận nó một cách rất là tích cực chứ không có tiêu cực. Đó là hóa giải rồi buông bỏ. Còn mình là cũng có giải pháp, nhưng mà chủ yếu là để đối trị. Để đối trị nó, tao trị đầu mày thế có được không? Tao xử mày thế có được không? Nó đi sai cái quy định, đi sai cái quy luật của Đức Phật chế ra. Phải quán chiếu nhìn nhận nó để hóa giải nó. Ngay cả tình yêu thương cũng vậy. Mọi người cứ nói là tình yêu thương có khi đem con người tới thiên đường hạnh phúc, nhưng có khi nó sẽ là những chiếc thang để dẫn người ta đi leo xuống những cái hố sâu của tội lỗi. Rồi cuối cùng cũng dùng tình yêu đó xóa hết tất cả mọi thứ được gọi là bao dung. Thầy nói cái đó là cưỡng ép quá mức, không được. Bao dung của đạo Phật nó mang chất liệu của từ bi, nó hoàn toàn khác với cái sự bắt thang cho người khác họ tăng trưởng những cái hành động xấu hoặc giả là làm những cái điều nó không tốt. Thí dụ chồng uống rượu đi, mình tha thứ tha hoài giống như bắt thang vậy cho chồng vô trách nhiệm. Chồng á là không thích ăn cơm nguội nữa, thích ăn phở. Nó là cái mình tha thứ một lần rồi hai lần ba lần gì con cái là bắt thang cho đàn ông hư. Thì nó không phải. Cái lòng bao dung của đạo Phật nó phải mang chất liệu của từ bi, tức là tha thứ để hóa giải, để tình yêu thương nó được thăng hoa. Chắc chắn là khó, nhưng mà quý vị thực tập được, chính mình là cái người sẽ nhẹ nhàng. Ai đã từng làm lỡ thì họ tự khắc sẽ biết sửa sai. Mình cho họ cơ hội sửa sai cũng có nghĩa rằng mình đang mở ra một cơ hội bình yên cho cõi lòng của mình. Sẵn sàng mình sẽ tha thứ. Nhưng mà khi chúng ta tha thứ theo tinh thần của đạo Phật, lòng chúng ta thanh thản lắm. Còn chúng ta ép mình để tha thứ, chúng ta gượng ép như vậy đó, chúng ta mệt mỏi lắm. Trong lòng mình vẫn không tin, trong lòng mình vẫn cảm thấy bất an, dù mình đang ở bên cạnh người ấy và người ấy cũng nói những lời ngọt ngào, nhưng mà chúng ta đã không tin rồi là chúng ta cả cuộc đời này chúng ta không bao giờ chúng ta tìm được sự yên ổn. Thưa quý vị, tại sao Thắng Mang phu nhân bà dám nói một câu mà Đức Phật thọ ký? Nguyện đời đời bất kỳ ở nơi nào khi bà có mặt, bà cũng thực hành những thệ nguyện mênh mông của mình đúng tinh thần của nó. Điều thứ nhất đó là giảng nói những chánh pháp mà bà đã được học, được thực tập và được thẩm thấu nó một cách không biết mệt mỏi, không tiếc thân mạng, đem cái căn lành đó bà hồi hướng cho tất cả những việc làm của bà để đời đời thành tựu được chánh pháp trí. Ở quốc độ nào bà cũng mong như thế.
Đức Phật thọ ký, hoa trời rưới xuống. Đây là một lời phát nguyện hết sức là đặc biệt, bởi vì bà hiểu rất rõ về nhân quả. Mọi thứ rối rắm và bất hạnh trên cuộc đời này là do mình không hiểu được quy luật nhân quả. Mình tự tin vào khả năng của mình, nhiều khi mình làm nó sai nhân quả mà chúng ta không biết, để rồi cái nhân đó chúng ta gieo ra chúng ta không nhớ, nhưng cái quả tới thì chúng ta lại than, chúng ta lại trách. Chúng ta nhìn cuộc đời nó tiêu cực thì lập tức chúng ta là cái người sẽ rất khó để vươn lên. Còn khi chúng ta thay đổi thái độ tư duy của mình để hiểu cho được nhân quả, chúng ta bằng lòng, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tại sao quý vị ở nhà rất là thoải mái mà tới đây phải ngồi dưới đất? Đau chân lắm chứ không phải giỡn đâu. Mấy chú mấy bác này lớn tuổi ngồi cái gân nó cứng, cái khớp gối nó đã bị thoái quá rồi. Ngồi xếp bằng như thế, thầy nghĩ ngồi một tiếng đồng hồ là giỏi lắm. Thầy năn nỉ lên ghế ngồi cũng không chịu. Thầy đề nghị là lần sau xếp ghế luôn tới trên đi, ép quý vị ngồi. Chứ thấy ở hàng trước quý vị ngồi dưới đất, hàng sau ngồi ghế, sao thấy phản cảm quá. Mình có đủ ghế. Khi nào đông người quá thì mình lùi ghế ra phía sau rồi mình ngồi. Nhưng mà là thấy không, những vị lớn tuổi không ngồi tự nhiên thấy thương quá, mặc dù là quý vị bằng lòng. Thầy suy nghĩ đây là thệ nguyện. Thệ nguyện của các vị. Và thầy với cái vai trò của cái người tương thành tựu, tức là tác động vào để cho họ thành tựu cái tâm nguyện đúng, tâm nguyện chân chánh, thì cái chuyện đó tốt. Cộng nghiệp với nhau để gieo một cái nhân tốt thì chúng ta sẽ cùng hưởng một cái quả tốt. Nhưng mà rõ ràng là quý vị sẽ đau chân, lát quý vị lại Phật không có được nhiều. Đau chân lại không nhiều đâu. Theo lẽ lại 100 lại mình lại 50 lại là mình sụm rồi, phải không? Nhưng mà quý vị bằng lòng, có đau chân nhưng quý vị cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy thoải mái, cả đó là thệ nguyện, phải không? Đau lắm đó chứ, nhưng mà đâu có dám than, tại ngồi bằng nhất mà không dám nhúc nhích, cũng mỗi lưng chứ thầy ngồi hơi thì cũng mỗi lưng mà là ngồi im vậy, chứng tỏ là cũng gồng người lên ngồi. Cái thệ nguyện nó trở thành một sức mạnh, và cái sức mạnh này có được khi chúng ta hiểu được quy luật nhân quả. Ở nhà quý vị có đủ cái dịch vụ để nằm nghỉ, để ngồi hóng mát, để uống, để ăn vân vân, nhưng tại sao tới đây thức khuya dậy sớm đi một chặng đường xa còn phải ngồi dưới đất nữa? Gạch này cũng là gạch dở chứ đâu phải gạch tốt. Mấy thầy chỉ rửa nhà, quét nhà thôi, lau thôi, chứ cũng đâu có sạch bằng nhà quý vị. Mưa gió ẩm thấp tối quý vị còn trải đệm trải chiếu ngủ ở đây, đúng là ăn quán ngủ đình. Để được tham gia một khóa tu có cái gì đâu, bắt ngồi cho cả buổi rồi lại muốn gần chết. Ăn cơm xong bắt đi vòng vòng hành xác nhiều đó, không biết thành cái gì. Nhưng khi chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta phát nguyện thì tất cả những thứ đó nó sẽ trở thành một sức mạnh. Cái thệ nguyện của người, cái tâm nguyện của con người, nó là một trong những yếu tố để thúc đẩy chúng ta, để chúng ta tận dụng mọi nhân duyên, thành tựu được cái tâm nguyện của mình, mà không có rơi vào cái cố chấp có hay không, trước hay sau, vận dụng được nó thành công thì chúng ta trở thành người yên ổn sau quan điểm đúng đắn của mình ở cái cuộc sống giả tạm này. Cái đó chỉ là trí thế gian thôi đó nha quý vị. Còn trí xuất thế gian là nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Ở trong kinh Đức Phật nói, trí nào là trí xuất thế gian? Tất cả thanh văn duyên giác rơi vào chấp trước hy vọng tự tướng cộng tướng. Thì tất cả
những trí này không thể nào giúp cho họ vượt thoát ra sanh tử luân hồi của ba cõi, tại vì còn kẹt vào cái hiểu biết của mình, cái sở chứng của mình. Mà quý vị biết thanh văn duyên giác là những vị này tu tập không phải là đơn giản, chứng được quả thánh. Người thì tu tứ đế, người thì tu theo thập nhị nhân duyên, ngộ được cái chân lý này mà chứng được quả, nhưng vẫn còn kẹt vào những cái quả chứng của mình, những cái cố chấp của mình ở cảnh giới đó, ở quốc độ đó. Cho nên căn bản vẫn còn những phiền não sâu lắng chưa có diệt trừ hết được. Trong kinh gọi đó là trần sa hoặc, hay gọi là vô minh hoặc. Thì người tu theo thanh văn chứng được cái quả thánh cao nhất, đó là A-la-hán, quả thánh thứ tư. Các vị này hiểu được khổ từ nơi các pháp xung quanh, nó không thật, nó luôn thay đổi, và nó không có một cái gì là cái bản thể thật của nó. Cái đó gọi là vô thường, khổ không vô ngã. Quý vị nhớ những điều này. Nhờ hiểu được tất cả những điều đó mà họ tiêu trừ được ngã chấp và nương theo tứ đế tu hành. Còn các vị duyên giác, họ tu chứng quả gọi là bích chi Phật đó. Họ quán 12 nhân duyên, thấy hoa rơi lá rụng, họ hiểu được nhân duyên, họ cũng có thể thấu đáo được sự thành tựu của các pháp do nhân, do duyên kết hợp lại. Và ngã chấp của họ càng ngày càng được bào mòn, được tiêu trừ, và họ cũng chứng được quả. Đối với lại các vị duyên giác và thanh văn, quả vị cao của họ đó là A-la-hán và bích chi Phật. Tuy đã tiêu trừ được cái phần ngã chấp, thấy được cái lý duy tâm duy thức, thấy được sanh tử để mà có thể chán, nhàm chán sanh tử, hướng đến niết bàn. Nhưng mà tâm của các vị này vẫn còn chấp vào các cảnh giới tu chứng của họ mà thầy đã nói. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gọi là rơi vào chấp trước hy vọng. Chấp trước là chấp vào pháp, và biểu hiện là thấy sanh tử và niết bàn đều là thật và an trú vào trong niết bàn. Đây là một cái chỗ kẹt của các vị này. Trong khi Đức Phật nói niết bàn sanh tử giai thị không hoa, tức là sanh tử và niết bàn đều là hoa đớm giữa hư không. Từ nơi sanh tử chúng ta chịu nhiều đau khổ, hiểu rõ được sanh tử làm cho chúng ta đau khổ, cho nên cố gắng tu tập để hướng đến niết bàn để giải thoát, nhưng mà không kẹt vào trong cái quả chứng giải thoát. Giải thoát cũng chỉ là cảm thọ, nó cũng là một pháp, mà pháp thì nó không thật. Cho nên Đức Phật nói ngay cả chứng niết bàn đó cũng giống như ánh đốm giữa hư không. Trời nắng gắt, chúng ta nhìn ra ngoài trời đó, giấc trưa mình sẽ thấy có những cái đốm chá chá ra, cái đó gọi là hoa đốm hư không. Cái đó không thật, nó đâu thật có, đâu có hoa đốm thật. Giống như mình đi dưới trên đường, mình chạy xe, mình thấy ở phía trước trên đường nhựa nó có vũng nước, phải không? Xa xa, nhưng mà chạy tới thì không có nước. Cái đó gọi là dương diệm, tức là sóng nắng. Do cái sức nóng ánh nắng mặt trời nó phản chiếu tác động lên trên cái nhựa đường đó, nó sẽ tạo ra những cái chỗ giống như là vũng nước qua cái nhìn bình thường của mình, nhưng cái đó nó không thật. Đức Phật dùng hình ảnh này để thí dụ rất nhiều ở trong kinh điển. Thì người tu tập mà đạt tới trình độ không kẹt vào pháp mình tu tập, không kẹt vào quả vị mình tu chứng, chẳng qua nó chỉ là biến hiện của tự tâm, chúng ta hết khổ, chúng ta vui. Đứa con nít
nó khát sữa, nó khóc, nó đang khổ, nhưng mẹ nó cho bú, nó nín, nó vui. Đứa con nít có thay đổi không quý vị? Không thay đổi, nhưng mà nó có cái sự cảm thọ thay đổi bởi tác động bên ngoài. Mẹ nó cho nước uống, nó nín khóc, cho nó sữa bú thì nó vui cười. Cái đó thì gọi là biến hiện của tự tâm, do cái cảm xúc của con người. Thành ra cái niết bàn cũng là như vậy thôi, nó cũng là biến hiện của tự tâm. Nhưng mà phải trải qua tu tập rất là nhiều, chúng ta mới có được cái biến hiện này, chứ không phải là đơn giản đâu. Cũng giống như là mình nghèo khó, mình có cơm ăn, có áo mặc là chúng ta vui mừng, đỡ hơn cái lúc mà ở ngoài gầm cầu hay là ở ngoài đồng ngoài bãi. Nhưng phải trải qua một thời gian cật lực lao động mới có được thành quả đó, phải không quý vị? Nhưng mà thử hỏi khi chúng ta có nhà ở, chúng ta có chắc không? Cái nhà đó có chắc không? Không có chắc. Động đất, bão lụt, chiến tranh, rồi tất cả nó cũng tan thành cát bụi. Nói nhiều về giáo lý quá quý vị, nghe có mệt không? Hả quý vị? Không, cái này nói thiệt á. Hãy mệt thì thầy stop lại bớt, rồi kể chuyện giữa đêm mưa. Chứ ép quý vị nghe những cái điều mà quý vị không nghe được, quý vị mệt lắm. Thầy cũng mệt, tại thầy cố gắng thầy nói cho quý vị hiểu, mà quý vị cố gắng để nghe cho hiểu. Hai cái cảm giác đó nó mệt lắm, cả hai cùng mệt. Cái này không có tương thành tựu nữa, mà tương phiền não, trao phiền não cho nhau. Thưa quý vị, ở đây thầy muốn nói về cái vấn đề mà người được vào trong chánh pháp thì người đó mới có chánh pháp trí. Chứ không phải là mình niệm Phật hai ba câu cái mình cầu mình chánh pháp trí, cái mình có chánh pháp trí, không có đâu. Phải bỏ công ra để tu tập, cho nên phải hướng về chánh pháp. Muốn hướng về chánh pháp, mình phải hiểu cho được rằng trong hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại, chúng ta hiểu được những thứ mà đem tới phiền cho mình, gồm có hoàn cảnh tác động, con người tác động, cộng thêm suy nghĩ của mình nó hình thành. Và những cái này để lại những cái phiền não, những cái khó chịu, những cái bực bội mà chúng ta không có cách để giải quyết. Thậm chí chúng ta đến chùa, chúng ta tham gia đạo tràng, chúng ta tu tập, chúng ta tham dự các pháp hội để chúng ta tụng niệm, hoặc giả là chúng ta thính giảng, mà phiền não cũng không có bớt. Thì mình biết ngay chúng ta vẫn chưa có cơ duyên với chánh pháp. Ngay cả bản thân các thầy thôi, xuất gia ở trong chùa mấy chục năm chứ chưa hẳn các thầy đã có cơ duyên với chánh pháp. Mặc dù tụng kinh ra rã mỗi ngày, nhưng mà mình là mình, kinh là kinh, Phật là Phật, không dính gì nhau hết. Điều này để chúng ta thấy được rằng cái chánh pháp này là nhân duyên do mình tạo ra. Thời xưa Đức Phật phải tự mài mò, tìm hiểu, thực tập thiền quán, chứ không phải là ai đem chánh pháp tới cho Đức Phật. Đức Phật hiểu ra được điều đó, Đức Phật nói lại với mình. Như vậy chánh pháp này nó có sẵn hay là do Đức Phật chế ra? Hả quý vị? Có sẵn, đúng không? Đức Phật không có chế, nó có sẵn. Nhưng mà Đức Phật là cái người hiểu được, thấy rõ được, trình bày lại cho chúng ta. Cũng giống như là lực hút của trái đất, cái đó là do ông Newton, ông sáng chế ra, ông phát minh ra, hay là nó có sẵn? Nó có sẵn. Trước khi ông sanh ra, cái lực hút trái đất đã có rồi, phải không? Nhưng mà ổng là cái người tình cờ
qua cái lúc mà ông nằm nghe thấy trái táo rớt xuống, phải không quý vị? Phải không? Thì ông nghiên cứu, ông phát minh ra cái đó. Ông phát minh ra cái đó có nghĩa rằng ông nhận định được cái điều đó và ông giới thiệu với cho mình. Nhưng thực chất cái đó nó có từ xưa rồi, chứ không phải tới lúc ông mới xuất hiện. Cũng giống như thầy trò mình có mặt trên cuộc đời này mấy trong thời gian mấy triệu năm về trước, con bò nó cũng đã ăn cỏ rồi. Và bây giờ mình sống mình cũng thấy nó ăn cỏ, và sau mình chết chắc chắn nó cũng sẽ ăn cỏ, chứ không lẽ nó ăn sắt. Đó là quy luật của cuộc sống, nó đã có sẵn. Và chúng ta phải hiểu nó đúng với lại quy luật của nó đang vận hành, đang tồn tại. Thì mình tu tập chánh pháp cũng vậy đó. Chứ không phải như Đức Phật nói rồi chúng ta nghe theo. Đức Phật nói A, chúng ta gật đầu A. Đức Phật nói B, chúng ta gật đầu B. Xin lỗi, chúng ta chỉ là một Phật tử ngoan thôi, chứ mình chưa có tiếp nhận được chánh pháp. Mình hiền, mình ngoan, mình không gây gổ ai. Nhưng mà trong cái nội tâm của mình, để chúng ta có thể sống với chánh pháp, sống bằng chánh pháp thì chưa hẳn. Người sống bằng chánh pháp, người ta còn ngoan hơn, người ta còn dễ thương hơn. Mình dạ, mình gật đầu ở đây thôi, ra khỏi cổng chùa còn khuya, phải không? Mình dạ, mình gật đầu trước mặt họ thôi, chứ còn sau lưng họ sức mấy. Mà cái chữ sức mấy có nghĩa là gì quý vị? Cái tiếng nói dân gian thì bây giờ giải thích ra sức mấy là gì? Sức là sức lực, mấy là bao nhiêu hả? Sức mấy giờ mình dịch là sức bao nhiêu hả? Nhưng mà hình như là mình không hài lòng cái gì là mình chu cái miệng ra sức mấy, rồi mình xí cái nữa, phải không? Cái đó ngôn ngữ biểu cảm và đã mang tính truyền thống theo vùng miền, tra từ điển không ra. Trời ơi, mày nói bà xí bà tú mệt quá mày ơi, mà không biết bà xí bà tú là cái gì, nhưng mà nói ra thì ai cũng hiểu. Cái đó là do truyền thống. Cái truyền thống đó chúng ta không cần suy nghĩ chúng ta cũng hiểu, phải không quý vị? Thí dụ như ai đó nói mình cao chồng mình nói bà xí bà tú tao nghe tao mệt quá đi, mà không cần phải tra từ điển bà xí bà tú mà mình cũng hiểu. Tại vì mình lớn lên trong cái truyền thống đó, mình tiếp nhận cái truyền thống đó và mình thâm nhập cái truyền thống đó, cho nên không cần suy nghĩ nữa, nó đã trở thành hơi thở của mình. Cũng vậy, khi chúng ta tu học trong một môi trường chánh pháp, chúng ta có cơ hội để tiếp nhận chánh pháp một cách tự nhiên, không cưỡng ép, thì chánh pháp nó đã trở thành truyền thống của mình, trở thành hơi thở của mình, không cần phân biệt nữa. Khi chúng ta khởi tâm lên phân biệt chánh niệm là gì, trí tuệ là gì, nhẫn nhục là gì, thì xin thưa em đã ra qua bên kia biên ải rồi, không có còn gần với chánh pháp nữa. Qua cái tư duy của mình, mà qua cái tư duy tức là sự phân biệt, sự phân biệt nó lại rơi vào nhị biên, tức là vẫn còn ngã chấp và pháp chấp. Cho nên chánh pháp vẫn là một cái dòng chảy của chân lý trong cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta không cần phải tư duy nhiều thêm nữa. Cái đó là sống trong chánh pháp. Khi quý vị thực tập nhẫn nhục nhiều tới mức chúng ta không cần phải gồng mình, mày nói một câu nữa mày chết mày nghe mày, phải không? Tao nhịn mày lần này thôi chứ lần khác tao không nhịn. Cái đó không phải chánh pháp. Cái đó mới thực tập thôi, thực tập nhẫn nhục thôi. Khi mình là chánh pháp là mình, chúng ta không có bận lòng phải suy nghĩ thêm nữa. Mình có gây với nó cũng không được gì, mình cãi với nó cũng không được cái gì, tại vì nó là cái người hay cãi. Cái nghiệp của nó là cái nghiệp cãi. Nó nằm nó ngáp ngáp cho nó cãi nó tỉnh à. Cho nên mình không cần thiết phải cãi ngược lại. Dần dần bạn sẽ hiểu ra được bạn cãi là bạn khổ. Tôi không có dạy gì mà hòa trong cái khổ của bạn. Mình hiểu được điều đó, cho nên do mình nhẫn nhục nhiều, nhiều năm nhiều tháng mình thực tập cái đó rồi, nó quen rồi. Chúng ta không phải suy nghĩ thêm về cái đó, chúng ta vẫn có thể làm được. Cái dòng chảy của chánh pháp là như thế, là chúng ta an trú trong chánh pháp. Hễ mà thấy được pháp là thấy được Như Lai. Như Lai ngay đó chứ ở đâu nữa, phải không quý vị? Cho nên mấy chú ngồi thiền nhiều, thực tập nhiều, cho nên ngồi cảm thấy mệt. Thầy chẳng qua thầy mệt giùm đây,
Thầy thấy thầy phân biệt theo cái tư duy của thầy là người lớn tuổi hãy ngồi lâu sẽ bị đau. Bởi sao? Các khớp xương của các vị lớn tuổi nó bị thoái hóa hết, ngồi lâu là nó đã mệt, đã đau rồi. Cái đó là theo suy luận thông thường của thế gian. Nhưng mà các vị này ta thực tập lâu, chẳng lẽ thiền sư là bị đau hết rồi, phải không? Thực tập lâu rồi ngồi đâu có đau, phải không quý chú? Nhưng mà đứng dậy không nổi. Khi người ta ngồi lâu người ta cũng đau, nhưng người ta biết cách, người ta hóa giải. Ta biết cách để người ta chêm thêm cái chân, chêm thêm cái chảo, nâng thêm cái những cái chỗ mà nó cấn khớp xương đó, người ta độn thêm, người ta biết cách, người ta hóa giải. Và cái đau đó không phải là cái thứ chướng ngại, mà thầy á, thì lại bị chướng ngại bởi cái đau của người khác qua cái tư duy của mình. Cái đó là trí thế gian, nó bị vướng kẹt bởi cái suy nghĩ của mình, cái kiến thức của mình, cái nhận định của mình, cái đó là trí thế gian. Còn các chú bình thường như thế, cái đó là y như pháp, gọi là như thật pháp. Dòng chảy chánh pháp là vậy. Và chúng ta tu tập là làm sao chúng ta phải an trú ở trong pháp này. Khó đó nha quý vị, không phải dễ đâu. Phải thực tập thường. Giống như bây giờ quý vị chải đầu, quý vị có cần đứng trước gương không? Là do ngày nào cũng chải, chải cả chục bận, phải không? Cho nên mình không cần đứng trước gương, mình vẫn chải được, vẫn kẹp tóc được, vẫn búi tóc được, phải không quý cô? Và quý vị có phải suy nghĩ thêm để mình búi tóc nữa không? Tóc sụ 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 sụ, cái mình vuốt tay búi lại. Có cây trâm cũng được, không có lấy chiếc đũa cũng được, lấy cây viết cũng được, phải không? Thậm chí bẻ cái cây vậy, thầy thấy mấy vị Phật tử ở đây có nhiều gì dễ thương. Đang đi làm cỏ, tóc sụ sụ, thầy nói trời ơi con ơi, sư phụ không có cộng tóc, tóc của con sắp sải mệt quá. Thầy thấy dán tóc rồi búi, cái bẻ cái cọng cây, cái cây mà đang đi làm cỏ đó, cái trâm đó, bẻ dắt ngang. Cho thầy ngưỡng mộ vô cùng. Ngưỡng mộ chỗ tháo giác và hiểu ngay vấn đề để sắp xảy là sư phụ lên tăng xong. Nhưng mà thầy thấy cái hành động đó đó, thầy hiểu ra được rằng người này thuần thục với cái kẹp tóc, cái búi tóc, nó nhanh, nó gọn và không cần phải suy nghĩ thêm phải tạo dáng tóc như thế nào, là phải làm sao. Mình tu tập cũng vậy. Khi mình an trú ở trong pháp lâu ngày, chúng ta sẽ thuần với pháp. Niệm Phật, ăn chay, tụng kinh, tọa thiền, nhẫn nhục, trì giới, tất cả những cái đó nó thuần. Cho nên chúng ta không thể nào bung ra khỏi cái vòng quay đó. Mình không bung ra được, tự nó sẽ kết hợp thành những cái hàng rào bảo vệ mình. Cho nên chánh pháp nó quan trọng là như vậy đó. Chuyển thành chánh pháp trí liền, chúng ta không có kẹt vào nó, chúng ta không phải tư duy nhiều nữa. Chứ chúng ta phải suy nghĩ là tao nhịn mày nhị là quá rồi nghe mày. Mày vừa thôi nghe mày, được đằng chân mình lứng đằng đầu nghe mày. Mày còn một lần nữa mày tới số nghe mày, cái đó là rồi. Không còn nhẫn nữa. Người biết nhẫn, người ta không cần phải nói những cái điều đó. Tại vì nói cái câu đó ra là mình cảnh báo họ thôi. Chứ thực chất mình có nhẫn không? Người nhẫn ta không có nói. Mà người nói có nghĩa rằng họ có nhẫn. Chúng ta phải nhận thêm một chút nữa. Dù có nỗ lực, có cố gắng, nhưng cái đó chưa có đúng với lại cái an nhẫn. Tại cái nhẫn đó không đem tới bình yên cho mình. Không phải là an nhẫn, mà cái đó nhẫn nhịn thôi, chịu đựng thôi. Cái sức chịu đựng này đó của con người là vô hạn. Nhưng vô hạn đến đâu nó cũng có cái biên giới của nó. Chồng hành hạ mình nhiều quá, con cái nó gây nợ nần mình trả nợ nhiều quá, tới lúc mình cũng không chịu nổi, phải không quý vị? Người khác làm mình đau khổ nhiều quá, làm mình tổn thương buồn phiền nhiều quá, cũng tới lúc mình cũng không chịu nổi. Mình tỏ thái độ này, mình tỏ thái độ kia, một là phản kháng ngược lại, hai là mình làm ra vẻ bất cần, không để ý, không bận lòng, nhưng thực chất là trong lòng mình nó có vướng hết. Đúng là như vậy đó. Giống như là mình nói làm gì đó làm đi, tôi không ý kiến. Nhưng mà thực chất trong lòng mình có ý kiến không? Có. Tại vì mình ghét quá mình không thèm nói, mình tức quá mình không muốn nói, phải không mấy cô? Cái này là mấy cô nhiều. Mấy anh không có vậy. Mấy anh là nói thẳng à, bà làm gì vậy? Tôi không đồng ý bà làm đó. Nhưng mà mấy cô là nhẹ nhàng, tôi không có ý kiến nữa, giờ muốn làm gì làm đi.
Có ý kiến không? Có nhưng mà nói không được. Hoặc giả là nói cảm thấy nó không có xong, hoặc là mình tức quá mình không thèm nói, cho nên mình nói vậy đó, bỏ lửng một câu vậy đó. Cho nên quý vị thấy được, người mà sống trong chánh pháp mới có cơ hội phát huy được chánh pháp trí. Cho nên Thắng Mang Phu Nhân đã làm được điều này và lập tức thấy được Đức Phật. Thưa quý vị, đi xa hơn một chút, chúng ta đặt ra một vấn đề: tại sao Phu Nhân Thắng Mang hồi hướng tất cả các thiện căn để cầu chánh pháp trí? Ở đây chúng ta phải hiểu cho được rằng trí tuệ của Phật rất quan trọng. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Không có lấy cái gì khác hết, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Tại vì người mà có trí tuệ thì người đó mới có cơ hội vươn lên. Mà trí tuệ đây là trí tuệ của Phật, thì vấn đề tự lợi cho bản thân và lợi ích cho tha nhân nó mới viên mãn. Bình thường chúng ta hiểu ra được rằng kiến thức của xã hội, kỹ năng sống, nó rất là giúp ích cho bản thân mình, nó đem tới lợi ích cho mình, cho con người. Giống như có một cái đứa bé đó đi tới chùa thầy quy y, thầy thấy nó cục cái ngón tay, thấy thương quá, nhỏ xíu à, mới 3 tuổi. Hỏi tới, ông chồng còn giận, đứa con nó chơi bị đứt cái tay. Biết chặt đứt kiểu gì, đứt, chặt đứt cái ngón tay nè, nó chơi dao. Con nít mà, mẹ nó không biết, nó còn dính lên máng da, giật giục. Chồng thì đi làm xa mấy ngày mới về, hét lên anh ơi, nói em bị cục tay rồi, rồi kia chở đi bệnh viện, té ra cục tay là do mẹ nó. Thiệt là cái đó không có kiến thức, nó còn dính đó là đem là ráp lại, ngay cả đứt lìa vẫn ráp được. Nếu chúng ta đem tới bệnh viện nhanh là cái tay đó trong vòng thời gian ngắn đó, đem tới người ta có thể kết được, người ta nối lại được những cái gân, những cái này kia. Tuy rằng cái ngón tay đó nó sẽ không còn cái cảm giác và linh động, nhưng mà nó cũng còn đủ được. Bàn tay 5 ngón xinh xinh, chứ có đâu trở thành củ chỉ thần cái. Giờ hai bàn tay có 9 ngón, tội nghiệp đứa nhỏ. Trời thấy thương quá, trời đứa con gái mặt mũi đồ nhìn ấy, xinh xắn dễ thương mà. Thầy cho sâu chuỗi xè ra có 9 ngón tay, thầy hỏi ra. Nhắc lại ông chồng còn tức. Ông nói vợ con đó thầy, nó giục cái ngón tay của đứa con. Vô bác sĩ la quá trời quá đó. Đó quý vị thấy trí thế gian nó cũng giúp cho chúng ta nhiều lợi ích, cái kỹ năng sống của mình. Bây giờ quý vị tưởng tượng cái nhà này nó nghiêng gì, chúng ta đi về đâu? Nó nghiêng về hướng này, chúng ta chạy về hướng nào? Chạy về hướng nghiêng cái này hay chạy về hướng này? Hả? Chạy về hướng ngược lại phải không? Để cho nó bật lên lại phải không? Tất cả mọi người đều qua hướng này, cái nó bật lên lại, cái nó úp luôn. Kỹ năng sống người ta dạy mình. Bây giờ lửa cháy trước mặt đó, chúng ta đi rừng rồi, chúng ta đi đường sao, chúng ta làm sao để vượt qua được cái dòng lửa đó? Mặc áo mưa, mặc áo sắt, mặc đồ nước băng qua hả? Nhảy vô hả? Nhảy nước nước cái đầu nhảy trong rừng nước. Chúng ta đi vòng thì không có cơ hội, nó cháy hết rồi, chúng ta làm sao? Hả quý vị? Chúng ta làm cỏ. Chúng ta làm cỏ để chặn cái đường ranh giữa lửa cháy vô trong này nè, cho nó cháy tới đó, nó chừa lại, nó không lan vô, phải không? Phải không quý vị? Phải. Đủ thời gian để làm không? Cuốc ở đâu làm?
Có nhiều kỹ năng ta dạy mình. Giờ ông nó rượt mà nó đánh rồi chúng ta làm gì? Hả? Nằm sát đất hả? Thiệt không? Nằm sát đất mà phải nín thở. Tại nó cảm biến qua hơi thở. Những cái đó gọi là trí thế gian. Chúng ta sẽ biết cách nấu cơm cũng là kỹ năng sống, giặt áo quần cũng là kỹ năng sống. Mà phải biết cách giặt, cái mình giặt xong đóng đồ thành đóng nồi dẻ chết rồi. Đừng nói ai, thầy đây nè, bữa nay biết mặc đồ lành lặn không? Bộ đồ đẹp vậy đó, mới may, xong kêu đem giặt. Chú thì giả dễ thương của thầy bỏ vô máy giặt, giặt đứt cái tay áo ra. Đứt luôn cái tay áo ra, rồi chị Mười chỉ lên chứ thấy vậy chị mới nói lại. Thầy nó đem bộ y hậu mới cho sư phụ mặc con, cái sọt vô nó, ủa sao cái này cái gì vậy? Bữa nay sao nói đây vậy? Chú mới nói ra, thưa sư phụ con bỏ vô máy giặt nó cuốn kiểu gì đứt cái tay áo. Y hậu là phải giặt bằng tay, cái móc gỗ này nó sẽ bể nè, máy giặt nó giặt bể, nó nhồi nó dắt nữa đó. Mình cũng phải có kỹ năng sống, phải không quý vị? Đó. Rồi bây giờ đó, lỡ gặp con rít nó bò lên người mình làm gì? Quý vị làm sao? Phủi nó hả? Phủi không? Khờ khạo, không có phủi. Thì nó bò lên người mình, nó tưởng tượng là khúc cây cho nên nó bò. Cứ để cho nó bò. Nó bò đã rồi nó đi, nó bò qua chỗ khác. Thì chúng ta làm sao chúng ta nghiêng, hoặc là chúng ta có một cái gì để gần, để chặn cái hướng đi của nó đó, để tiếp nối cái bước đi nó đi. Còn mình á, là tâm lý chung là mình gặp lần phủi liền. Mà mình phủi là nó sẽ phản ứng nhanh, nó sẽ tự vệ, nó cắn, nó chích lại mình. Hồi trước thầy ở chùa một, cái diện tu một, thầy ngủ ngoài cái thất tường thành cốc á. Đang ngủ trưa vậy tự nhiên thầy thấy cái gì mát mát là lạnh, cho thầy nhìn là con rắn nó bò ngang cái cổ này. Nó bò hoài, nó bò không ra, nó dài vậy nè. Trời Phật ơi, thầy không dám thở thì nín thở nữa. Đã như vậy rồi, mệt quá có khi phải thở ra thở nhẹ, cái nó quay cái đầu là nó ngó thầy. Thầy nhắm mắt lại, thầy sợ nó nhìn thấy con mắt thầy chớp chớp rồi nó mổ vô nữa. Nhắm mắt lại, trời ơi, thầy cho nó đi qua đi ông nội ơi, mệt quá. Lúc nó khỏi niệm Phật, không có niệm Phật được. Mà nó không bò cái chỗ khác, nó bò ngang cái cổ. Mặc đồ kính mít hết chung ngay cái cổ, nó bò lạnh ngắt cả trời ơi, nó trơn nhớt. Bây giờ thầy nhớ tới cảm giác thì còn sợ. Phải nằm im đó. Trời ơi, nó còn tham quan, nó còn đi khám phá thế giới mới của nó. Nó quay tới quay luôn, nó nhìn. Thầy phải hí, nhắm mắt này hí, mắt này ngó nó. Cái khổ như vậy đó. Thầy thôi nhắm luôn đi, cũng quan sát nó, để ý coi coi nó làm cái gì. Nó nhìn quanh, nhìn quất, ngó qua ngó lại này kia kia nọ, mặt không dám nhúc nhích, sợ nó mổ mình. Trời ơi, quý vị biết cũng phải là cả 10 phút vậy nó mới bò qua hết cái cổ của thầy. Mà cái đuôi nó còn nhúc nhích, trọt trọt ra đây, nó nhột gần chết. Bò qua cái thầy phải lăn ngược qua đây. Mà nghe, xin lỗi chứ nín thở, tắt thở chứ không phải giỡn. Có nhiều cái chúng ta phải tập, tập mới có thói quen. Còn cái thói quen cũ của chúng ta chưa hẳn nó đúng, có khi nó sẽ trở thành cái hại cho mình nữa. Giống như người mẹ giờ thấy ngón tay đứt ra tưởng rác dục. Còn cái anh đó dễ thương, thầy nghe kể có ba đứa con gái chở đi cấp cứu hết. Lúc thầy mới đi xuất gia thầy về quê hỏi thăm, té ra là ba đứa nhỏ đó chí nhiều quá, cái ông lấy thuốc rầy á, ông gọi đầu. Ông nó xịt rầy còn chết thì chí nó cũng chết. Cha này thông minh ứng. Nghèo quá nha, nghèo quá ở trong đồng. Ba đứa con gái, tóc nó dài, mấy đứa nhỏ đen thui mà tóc dài, không có tiền để cắt tóc. Vậy là chí nhiều quá. Thầy hỏi thăm cái anh đó. Cái nhà mới kể ra là chở ba đứa con gái đi cấp cứu. Đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi là ổng. Ổng nói để bữa nay ba gọi đầu cho con, lấy thuốc rầy ra pha ra gọi đầu để diệt chí. Hỏi ổng, ổng nói xịt rầy nó còn chết thì chí nó cũng chết. Thôi Phật quỷ thần ơi, cha quỷ này thông minh ghê luôn. Tức là những cái biết của mình nó chỉ đúng với mình thôi. Nó có khi nó không đem tới lợi ích đâu, mà có khi nó còn đem tới những cái phiền não, những cái hệ lụy. Thì cái đó gọi là trí thế gian. Quý vị thấy trí thế gian, trí thế gian thôi đó, trong cuộc sống này nó cũng giảm bớt đi một số những phiền não, những sai lầm cho mình. Huống gì là những trí khác.
Thí dụ như âm thanh sáng nay thầy Hưng sẽ cằn nhằn nó nửa tiếng chưa có âm thanh. Nó giờ ai thọt vô đi, nó đứng luôn, chẳng những nửa tiếng mà còn thêm tiếng. Rồi hối Phật tử đi làm bài, hối xong rồi chờ nộp bài đi, năn nỉ. Thầy nói là cứ để cho người ta làm chiều, người ta nộp cũng được, có làm sao đâu, phải không? Bây giờ trưa nay, sáng nay nộp không kịp thì chiều quý vị nộp cũng được. Ai phát huy chương cho quý vị? Chẳng qua là một cái bài trắc nghiệm để chúng ta ôn lại cái kiến thức của mình. Thì quý vị không đủ cái sức nhớ hiện tại trong cái thời gian 30 phút thì cho quý vị 3 tiếng. Mình có bạn bè mình hỏi. Phải không quý vị? Thì mình ra ngoài mình hỏi thì trao đổi nhau mình cũng nhớ. Quý vị đồng ý không? Cho nên đề nghị thầy Hưng mai mốt đừng có hối người ta nữa. Kệ ai nộp nhiều nộp, còn không nộp thì chiều nộp. Tại vì mình làm dấu cái đợt thứ nhất và cái đợt thứ hai. Đợt thứ hai chị có làm đúng 10 câu thì xin thưa chị vẫn là top 2 thôi. Phải không? Và mình công bố đàng hoàng top 1, top 2, top 3 cho tới khi nào thành top mở thôi. Nó tép lại, tớp lại. Chứ gì mà hối người ta thấy tội nghiệp. Trời, bà già không, bà diệu trí, bà ngồi dưới đất bà thi cái gì. Câu đúng câu sai bà cũng có tinh thần bà làm thì bà nộp như bà nộp. Hối mà thầy nghe, trời ơi, hai thầy rồi trò đây mà hối. Nộp đi, nộp đi, đã thỉnh thầy ra rồi nộp đi. Tội nghiệp quá. Cái đó ôn kiến thức quý vị thôi. Quý vị làm đúng cũng tốt, không đúng cũng chẳng sao. Tại vì không đúng khi mấy thầy sửa, trao đổi bạn bè, chúng ta có cơ hội chúng ta nhớ dài hơn, chúng ta nhớ lâu hơn. Cho nên thầy nhớ Pháp Sư Thánh Nghiêm có dạy một điều rất là hay. Trong cuộc sống này bạn muốn bình yên, bạn phải suy nghĩ như sao? Giữa có và không. Và thường dạy rằng có cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao. Thiệt hay. Quý vị muốn có điểm 10, không có điểm 10 thì bây giờ nó rớt con số 0, còn số 1 cũng chắc xa đâu. Phải không? Cây gậy Trường Sơn giúp cho tuổi già được bình yên. Phải không bà Diệu Trí? Mắc cái gì phải đòi cho được điểm 10? Không sao. Ở đây không phải là thầy muốn chặn đi cái bước tiến của quý vị, không phải đè nén quý vị, không có phấn đấu vươn lên. Nhưng mà chúng ta bằng cả khả năng của mình rồi, không sao. Gì đâu mà nghe giống như đưa đò vậy. Nộp đi, nộp bài đi, hết giờ rồi. Trời ơi, tội nghiệp vô cùng. Trong tu tập có khi cũng phải ép ấy nghe quý vị. Ngày trước đó, bản thân thầy với mấy chú cũng vậy, vô chùa xin lỗi nghe, trông cho tới giờ công phu bái sám, còn bây giờ nghe kẻn đánh ẹo ba lớp chưa xong, mệt quá. Đau đầu một chút, mỗi lần chúng mới nên mệt rồi xin tỳ, xin phép. Còn mỗi lần là mệt cỡ nào mình cũng tinh tấn. Khi nó không phải là pháp thực, khi nó không phải là thiền duyệt thực, khi nó không phải là hỷ lạc thực, tức là không phải là những món ăn khoan hỷ, món ăn vui vẻ, món ăn làm cho tinh thần nó nhẹ nhàng, thì nó sẽ trở thành những thứ làm cho chúng ta ngán ngẩm. Chúng ta không tiêu hóa được thức ăn đó, chúng ta không tiêu hóa được đâu. Cái cảm nhận của mình nó rất là mạnh mẽ. Hãy chúng ta thích thì chúng ta ăn được, không thích thì chúng ta không ăn được. Mấy chú có nhiều khi thắc mắc là tại sao sư phụ ăn nhanh quá. Thầy thì có một cái bí quyết, đồ gì mà thầy ăn không được, nó dở, không hợp khẩu vị, thầy ăn thật nhanh. Tại vì thầy ăn chậm á, là thầy sẽ bị ảnh hưởng bởi cái mùi vị, là chắc chắn không ăn được. Cái này phải rút kinh nghiệm lâu lắm mới ăn, mới ra được một cái công thức tốt như thế này. Thầy Nguyên Nguyền, thầy từ Mỹ tới về tới thăm thầy, nhằm lúc chùa đổ bánh xèo, thầy mời thầy ăn bánh xèo, dọn ra 4 cái, thầy ăn 3 cái, thầy ăn con cái. Thầy nói thiền sư gì ăn nhanh thế gớm mà, nói như mắc cỡ dễ sợ. Thầy nói tôi thấy ông cà nhơi, tôi thấy mệt quá, tôi ăn vậy đó. Ăn khỏi phân biệt mùi vị. Tại vì mình biết thức ăn này chỉ để no bệnh và chữa mình đói thôi, cho nên không cần phân biệt mùi vị nữa. Nó ngon thì mình ăn từ từ để mình thưởng thức. Phải không quý vị? Quý vị, cái đó là bí quyết đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Cái này nói nghe nó tầm thường quá, nhưng thật sự như vậy. Bởi vì thầy biết thầy không ăn thầy sẽ không khỏe. Uống thuốc hoài không được, phải ăn.
Mà cái bao tử nó đâu có phân biệt mùi vị, chỉ có cái miệng thôi, cái vị giác vô cái lưỡi này thôi. Chứ còn thức ăn vô tới đây là nó phải làm việc giống như nhau, nó là một cái cỗ máy mà từ cái thực quản nó xuống tới ở dưới cái bao tử tới ruột, nó là một cái cỗ máy, nó vận hành đúng nguyên tắc của nó, set up cho nó bật nút là nó phải làm. Thức ăn mềm, thức ăn cứng, thức ăn nóng, thức ăn nguội nó cũng làm việc nhiều đó thôi. Nhưng mà cái lưỡi nó phân biệt, nó phối hợp với lại con mắt với cái lỗ mũi nữa, rồi cái tai nữa. Tức là con mắt mình nhìn thấy thức ăn đó, cái lỗ mũi nghe mùi đó, rồi cái tai mình chạm tới đó, nó tác động tới. Quý vị thấy không, quý vị cạo miếng cơm cháy với nồi ra, cái mình cầm lên nó nóng nóng, nó mình cảm nhận được nó nóng nóng, nó cứng cứng là nó giòn, mình chưa nhai là mình thấy ngon. Trời, chan một miếng nước kho quẹt vô, trời, ăn số dách luôn. Số dách là ngon nhất, là tốt nhất, nhưng mà nó là cuối cùng, nó tận cùng đó. Quý vị thấy không, nó bị tác động bởi những cái bên ngoài. Chúng ta chậm là chúng ta sẽ bị chi phối, bị những mấy cái đó chi phối. Thầy truyền bí quyết này cho thầy, anh bảo rồi, thầy chuyên môn thấy nhơi, thầy nó ăn đi, ăn cho cái bao tử nó có, cho cái bụng nó có để nó làm việc. Chứ còn không á là nó tự bào nó có thức ăn để nó tiêu, còn không là nó sẽ tự tiêu quá nó, mà nó tiêu quá nó là thầy mệt. Cho nên cứ ăn, ăn không phân biệt mùi, ăn cho nhanh, ăn cho lẹ, húp vô cho nhanh, chứ để lâu nó bị phân biệt cái mùi là nó ảnh hưởng tới cái buổi ăn của mình. Thì quý vị thử nghĩ thì cuộc sống này chúng ta thêm cái gì, chúng ta bớt cái gì ở đây, khi mình rơi vào một cái hoàn cảnh không theo ý mình, chỉ có chánh pháp trí thôi. Cái trí đó nó giúp cho chúng ta có một cái quyết định không sai lầm, dù chọn lựa của chúng ta có hướng khác. Chúng ta có định hướng rõ ràng, chúng ta có chọn lựa, nhưng bây giờ rơi vào trong hoàn cảnh không chọn được, không lựa được thì phải làm sao? Giống như mấy cô gái Việt Nam đi lấy chồng Hàn đó, đứng sắp lớp cho mấy cái anh đó để nhìn mặt rồi chọn. Mấy cổ có chỉ chọn chồng được không? Chồng chọn cổ chứ, rơi trong hoàn cảnh đó phải chịu thôi. Thấy rất đáng thương, nhiều cô rất trẻ, 19, 20 tuổi, lấy ông chồng 65 tuổi. Lấy chồng, chủ yếu là để chăm sóc cho họ thôi. Tức là rước oxin về nhà, để không có trả tiền công, bỏ ra một ít tiền thôi, và chăm sóc cha mẹ mấy người đó. Đẻ ra đứa con sống đuổi ra khỏi nhà, cần đứa con. Thậm chí đó, nó còn nói, nó ra khỏi nhà để con lại để nó cho mấy triệu. Tức là biến phụ nữ Việt Nam trở thành cái máy đẻ thôi. Rất là đau khổ. Thầy hỏi mấy người đó, mấy người đó nói hỏi thầy đó là con làm sao. Thầy nói con ơi, khi mình rơi vào hoàn cảnh không thể nào lựa chọn thì con phải chọn cho mình cách sống. Mình không chọn được con người, không chọn được hoàn cảnh, không chọn được công việc, thì mình hãy chọn cho mình một cách sống. Cách sống đó tức là chúng ta tìm được một chọn lựa đúng đắn. Xin lỗi quý vị, đã hết giờ. Bữa nay cũng không có nói thêm được nhiều cái trí tuệ cần thiết cho đời sống. Mà đối với chánh pháp trí thì đó là đời sống của vị Bồ Tát. Tức là cái thời gian để thực tập hạnh nguyện của mình. Thầy xin phép ở lần sau để được trình bày tiếp, để dành thời gian cho quý vị tu tập. Sáng nay có rất nhiều Phật tử là xin được bữa nay ý, không có dám góp ý thầy là giảng ít lại, mà nói xin được bữa nay cho chúng con được tụng kinh với lại Phật để hồi hướng cho bà con đang khổ ở miền Trung bị bão. Thà là cứ nói thẳng là thầy nói dài quá, thầy nói nhiều quá, thầy nói